Đây nhá, bắt được quả tang hai ông thợ này nhá. Đang trong giờ làm việc thì quay ra hú hí gì thế này. À, nhưng mà cũng không phải. Hóa ra là hai anh em thợ này là đang hướng dẫn và trao đổi cho nhau. Ông thợ em mà chưa hiểu thì lại may mắn là được ông thợ anh, ông ấy chỉ thêm cho các cái đường nét làm thế nào để có thể đục được cũng như là ra được các cái hình khối để có thể tạo thành những cái chi tiết để bắt nét. Và đây cũng là một cái phong cách làm việc của xưởng Bùi Gia bao năm nay rồi, là người cũ là luôn luôn sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ cho người mới, còn người mới thì luôn luôn là khiêm tốn và chan hòa, chịu khó lắng nghe và học hỏi. Bởi vậy cho nên là anh em nào đến đây một thời gian thì cái tay nghề và cái thái độ làm việc cũng càng ngày càng chuẩn chỉ hơn. Cho nên là Bùi Gia thì luôn luôn tự hào là nơi mà anh em sẽ tiếp thu cũng như là học hỏi được nhiều điều bổ ích nhất nhá.